20 năm kinh nghiệm chuyên ngành sản phụ khoa, bản thân bác sĩ Đinh Thị Quỳnh Huế luôn tâm niệm, khám chữa cho người bệnh không chỉ vì trách nhiệm mà còn cần phải vì tấm lòng của một người thầy thuốc. Đối với từng ca bệnh, bác sĩ Huế luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong từng khâu, từng bước. Hơn ai hết, bác sĩ Huế hiểu được những bệnh lý về phụ khoa có tính chất nhạy cảm, khiến cho nữ giới xấu hổ, thậm chí mặc cảm, ngại đi khám. Bởi vậy, bác sĩ Huế cũng luôn ở bên chia sẻ, động viên, khích lệ người bệnh lạc quan hơn để quá trình hỗ trợ điều trị diễn ra thuận lợi và đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Sở trường của bác sĩ Đinh Thị Quỳnh Huế có thể kể đến như chẩn đoán, tư vấn và điều trị các bệnh phụ khoa, điều trị vô sinh, hiếm muộn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn dưới 12 tuần tuổi, điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, sùi màu gà, giang mai, mụn rộp sinh dục, thực hiện thẩm mỹ vùng kín, thu hẹp môi bé, môi lớn, làm hồng cô bé. Hiện tại tại phòng khám đa khoa Hiệp Quốc tế 12 Kim Mã, chúng tôi đang có các cái chương trình tầm soát các cái ung thư trong các cái gói khám định kỳ cho các chị em phụ nữ. Hiện phát hiện sớm nếu như chưa có các dấu hiệu bất thường đều có thể phát hiện sớm trong giai đoạn đầu thì được điều trị sẽ được hiệu quả lên đến rất là cao và có thể là để nâng cao được chất lượng sống cho chị em phụ nữ rất là tốt. Để đặt lịch hẹn khám với bác sĩ Đinh Thị Quỳnh Huế, truy cập website yhocquoctế.vn hoặc gọi tới hotline 0243 66 11 888 086 808 6696.